Như cái tiêu đề mà video mọi người đã thấy, thì trong cái video này thì mình sẽ tổng hợp lại những gì mà mình đã học được, cũng như những cái tips và trick mà mình đã biết được sau khi mà mình chơi 5 ngày tại tựa đêm Wuling Waves ha. Nếu mà mọi người chưa subscribe cho kênh mình và mọi người đang có hứng thú với những kênh có content về Genshin Impact, Honkai Star Rail và Wuling Waves thì hãy cân nhắc cho bọn mình một like và một subscribe nha. Nó miễn phí và mọi người có thể thay đổi cái điều đó sau này. Ok thì cái lúc mà mình đang làm cái video này á thì đang có một cái lỗi của con Dreamless á, là mọi người có thể vô kiểu như cái drop lay của con Dreamless á, nó sẽ bị cao, kiểu như tất cả con boss nó sẽ đang bị cao và mọi người có thể vô spam cái cấp độ thấp nhất á và vẫn lấy được con Dreamless này cấp độ 5, con 5 sao á. Nếu mà mọi người đã đạt băng 15 rồi, ok, thì lúc này là mình chưa biết nó chưa fix ha. Còn lúc mà mai mốt nó fix rồi thì mình không biết. Ok, nhưng mà bây giờ bắt đầu chúng ta vào với lại những cái tips mà mình học được ha. Đầu tiên đó chính là chắc chắn là cho những bạn mới chơi, các bạn có những con 5 sao á thì chắc chắn các bạn nên build rồi. Cho dù cái con 5 sao đó cỡ nào thì nó cũng sẽ giúp các bạn rất là tốt ở trong cái thời điểm đầu game. Nhưng mà những con 4 sao được tặng free ở trong game này hiện tại đều đang rất là mạnh. Những cái bản sau thì chúng ta chưa biết, nhưng mà bản này tụi nó vẫn đang rất là ổn và có thể được dùng để thậm chí đánh cả tháp những content end game. Những con đó là main cả hệ Spectro lẫn hệ Havoc ha, và Baizu nè và Yang đều là những con cực kỳ mạnh và mọi người đều có thể đem đi content end game. Ba con này là ba con rất là mạnh và mọi người nên build. Mình thì do là không có tinh hồn hay là cung mệnh nào của Yang hết, cho nên là mình đang tạm thời chưa build thôi, chứ chưa không phải là không build. Với lại có hiện tại cái acc mình có quá nhiều tướng build nên mình mới không build thôi, chứ mai bốt mà mình có cái thời gian đầu tư mình cũng sẽ đầu tư cho Yang. Ok, cái thứ hai á là về cái data bank của mọi người ha. Cái data bank của mọi người thì mọi người thu thập nhiều mấy cái con echo thì mọi người sẽ lên cấp data bank dần dần đúng không? Và trong khi đó mọi người cũng sẽ mở khóa cái chức năng gọi là trap. Cái này có thể gọi là chức năng trap của HSR đi, của game này đi ha. Thì mọi người sẽ bỏ 5 con echo mọi người không mong muốn vào, thì sau đó nó sẽ ra một cái con echo mà mọi người random, cơ bản là ra một con echo random giống vậy nè. Đó. Nhưng á mà mọi người, mình khuyên mọi người nên kiểu như tiết kiệm tất cả những con echo level 1 sao, 2 sao, 3 sao của mọi người, cho dù nó yếu tới cỡ nào đi nữa mọi người cũng cứ để đó đi. Lúc mà mọi người data băng 15 á thì mọi người sẽ bắt đầu xả ha. Lúc mà mọi người bắt đầu data băng từ 15 trở đi. Tại sao á? Thì tại vì cơ bản là từ data băng 15 mọi người sẽ bắt đầu có 30% cơ hội mọi người sẽ nhận được 5 sao. Điều đó tính cả việc drop rate của ở trong này. Có nghĩa là mọi người sẽ có thể bỏ 2 sao, 3 sao vô trong này. Và cái điều mọi người vẫn sẽ có 30% cơ hội mọi người nhận được một con 5 sao. Đó, hợp lý không? Lúc này tự nhiên nó cho luôn cũng tình cờ ha, mà cũng hợp lý. Đó. Cái thứ hai là như vậy. Cái thứ ba mà mình muốn nói cho mọi người á, đó chính là về cái việc mọi người farm bot bot này nè. Đó, mọi người thấy farm bot mà 4 cost á, mấy con bot mà để nâng nguyên liệu các thứ á, 4 cost này nè. Dreamless rồi con khỉ cầm gậy hay là con rùa hay là các thứ. Thì có một cái mẹo để mà mọi người giúp mọi người có thể farm được những cái echo của những con này mà nó ra vàng nhanh hơn. Yeah, đó đầu tiên là cái mẹo này thì mình mới nói với mọi người hồi nãy rồi, nhưng mà mình không biết là tương lai nó có fix hay không. Cái thứ hai á, đó chính là ở cái việc á là mọi người sẽ lên data bank tiếp. hơi phiền ha. Nhưng mà mọi người khi đã đạt được data bank 17 á thì lúc này cái tỷ lệ mọi người sẽ được 5 sao đó là 50-50. Cho nên là mọi người sẽ có khả năng nhận được một con 5 sao khá là cao đấy. Không có ít đâu. Và cái thứ hai rất là quan trọng, cái này là mọi người phải nhớ để làm mỗi đầu tuần để mà không có bị phí cho những cái con quái thường ha. Đó là cái enhanced drop rate của mình. Cái enhanced drop rate của mình thì nó có tác dụng với những con boss tuần và boss nguyên liệu nâng cấp nhân vật á, nâng cấp level nhân vật á. Thì ở trong này mọi người thấy là remain chance là mình còn không tới 15 nè. Có nghĩa là mọi người sẽ có 15 cơ hội mọi người nhận được 4 sao, 5 sao. Đó, cái tỷ là nhận được, chắc chắn nhận được 4 sao hoặc 5 sao nếu mà nó drop echo. Hiểu không? Thì đó, lý do mà nãy mình buổi sáng rồi mình đi test cái thử coi nó thực sự đúng hay không. Thì mình nhận được cái này nè, con này 4 sao này, rồi nói chung là cũng con này này, rồi cũng khá là nhiều ha. Đó. Nhưng mà cơ bản nó không được mạnh cho nên là mình hơi không hài lòng tí. Kể cả con này thì cũng ổn đi. Mình sẽ nâng nó sau. Nói chung là con này sẽ ổn hơn mấy con còn lại.
Đó thì nếu mà mọi người đang muốn có một con COD 4 á, mà năm sau á, thì mọi người nên lưu ý là đầu tuần mọi người đi farm 15 cái ra 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 15 cái con eco để mà mọi người từ từ data băng 17 trở lên để mà mọi người có cơ hội nhận được con năm sao dễ hơn ha. Nên nên từ khúc này hơn. Nè mọi người có thể thấy thì tới từ lúc 17 thì 50-50 tới 19 á, thì mọi người mới được 80-20 và tới 19 thì nó hơi lâu rồi. Cho nên là cả 20 mọi người cũng 80-20 thôi, cho nên là cứ cứ 50-50 là cái tỷ lệ khá là hợp lý rồi, đúng không? Cho nên là mọi người nên nên farm từ 50-50 đi. Cái tiếp theo mà mình tính nói cho mọi người á, nó sẽ hơi liên quan tới lại vũ khí ha. Thì vũ khí craft ở trong này á, thì mọi người có thể craft được những vũ khí 4 sao này, nó giống như Genshin ha. Nhưng mà trong những cái cây này nó cũng không có bình thường, nó cũng bình thường thôi. Có những cây ổn ổn, nhưng mà dành cho những bạn mà main Genshin á, như mình nè. Mình là một main Genshin nè, chị này. Thì mình đánh giá Genshin là một trong những 4 sao DPS có thể được gọi là mạnh nhất hiện tại. Nếu mà mọi người lên E được C6 của Genshin á, thì nó còn mạnh hơn nữa, cực kỳ mạnh luôn. Có thể sánh ngang với những nhân vật 5 sao. Mà nhưng nếu mọi người đang không có vũ khí á, mà mọi người muốn chọn cái cây 5 sao ở level 45 á, cho một người khác á, cho một nhân vật khác á, thì mọi người hoàn toàn có thể đi farm 150 cái này với lại farm bot để mà mọi người có thể để lấy bot tuần nha, cái này là farm bot tuần nha, để mà mọi người lấy cái cây này. Thì cái cây này nó thì mọi người đọc effect thì khi mà HP của bạn rớt dưới 40 thì cái heavy attack của Genshin sẽ được tăng 18% và hồi HP 5%. Khi mà heavy attack thì cái này nó sẽ là một cái nội tại cực kỳ hợp và nó tăng cực kỳ nhiều đam, tại vì con Genshin một trong những đam chính của Genshin sẽ là heavy attack. Cái tiếp theo mà mình muốn nói với mọi người là ở cái mình không biết nói, mình đang đang nói hơi nhanh, đọc đọc sai sai thôi cả mọi người. Thì cái Death of Elusive Dream nè, thì cái này nó sẽ giống như là vũ trụ mô phỏng ở trong Honkai Story của mọi người á. Thì khi mà mọi người đi cái này, chơi cái này thì mọi người sẽ nhận được cái những cái cục này để mà mọi người đổi quà ha. Nhưng mà trong đó có những thứ đáng chú ý, đó chính là cái này. Ở cái này á, thì mọi người sẽ đổi được một con Echo 5 sao và đúng hệ nha. On set có nghĩa là đúng hệ của mọi người và đam 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 đúng hệ luôn. Có nghĩa là ví dụ như mọi người nhận hồi sáng là mình dùng một cái rồi, mình đổi một cái, mình dùng một cái rồi thì mình lấy con này là nó sẽ là hệ Havoc đàng hoàng nè và đam Havoc đam bullet 5 sao. Đó. Thì cơ bản á, là mọi người sẽ nhận được hai mọi người đổi được hai cái. Là có nghĩa là mọi người sẽ có được hai eco 5 sao và dòng chính damage bonus mọi người muốn của onset mọi người muốn luôn. Rất là tuyệt vời ha. Và cái này nó cũng rất là dễ đổi cho mọi người chơi, hồi là chắc chắn là mọi người đủ à, nó không có tới nỗi thực sự là quá khó để mà đổi cái này đâu ha. Thêm một cái lưu ý của mình á là cái này nè, cái con này mọi người có thể thấy nhìn giống con eco 5 sao boss ha, boss code thì mọi người nhìn mọi người sẽ muốn đổi cái này. Nhưng mà mình khuyên là không nên đổi con này nha, không nên đổi con này. Bởi vì mọi người đọc kỹ á, thì cái này là Phantom Appearance, có nghĩa là skin á, cái kiểu như con này nó sẽ là shiny giống như Pokemon của đám boss, kể cả mấy cái shop bên khác cũng vậy luôn. Giờ mình cho mọi người xem nè, mấy cái shop khác của trong này nó cũng vậy luôn. Từ để xíu, mấy cái shop point nè, mọi người có thể nhìn đi, cái này nó cũng ghi là Phantom Appearance nè, bên này nó cũng ghi là Phantom Appearance. Cho nên nếu mọi người thực sự quá dư cái này mà mọi người không còn cái gì để đổi á, và mọi người thích skin của mấy đứa này á, thì mọi người có thể đổi. Nhưng mà nếu mà mọi người đang cần những cái tài nguyên thì mọi người chắc chắn không cần đổi cái này và không nên đổi cái này ha. Thì cái tiếp theo mà mình muốn nói với mọi người á, là dành cho những bạn họ co nhiều hơn, nhưng mà cái tips này cũng khá là hữu ích đối với những bạn đang hơi thiếu thiếu data bank level á. Khi là mọi người đang đang kiểu như là từ 14 sắp lên 15 rồi mà đánh hoài không có cái con nào á, cần phải có một cái con mới liên ngay lập tức để mà lên data bank 15 để mà mọi người bắt đầu mọi người lấy được cái di vật vàng á, eco vàng. Thì có những con boss đỏ ngoài map, ví dụ như con gấu ở đây, nhưng mà mình lỡ mình giết nó mất tiêu rồi ha. Nó sẽ nằm ở khúc này này, mọi người chạy từ đây, mọi người chạy thẳng qua đây là mọi người sẽ gặp con gấu ngay đây. Thì mọi người giết cái con này chắc chắn mọi người sẽ ra eco vàng luôn ha. Thì một cách ảo ma nào đó thì cái con đầu tiên mình giết là con này á, nó ra double crit luôn. Ừ, thì mọi người giết nó xong mọi người chắc chắn sẽ ra được một cái eco vàng, rất là tuyệt vời ha. Đồng nghĩa với việc là mọi người chắc chắn sẽ được cái con gọi là thu thập con mới, và mọi người chắc chắn sẽ lên được cấp của data băng của mình một cách hiệu quả. Có khá là nhiều cái con nó rải rác ở trong cái map này. Nếu mà mọi người muốn biết thêm cái chi tiết về những cái con đó thì mọi người có thể search là Elite Monster in Wuthering Waves, thì nó sẽ có nguyên cái video chi tiết dẫn cho mọi người ha. Còn mình sẽ chỉ đề cập tới nó ở trong video này thôi.
Cái cuối cùng á về mà mình muốn nói với mọi người á là về việc xài nhựa ha, một xíu về việc xài nhựa thôi. Thì đầu game á thì mọi người sẽ không quá, thực ra cũng dư giả đấy, thực ra không thiếu đâu, nhưng mà mình nghĩ là không nên xài cái nhựa này quá nhiều. Để tầm 10 cái, trên 10 cái có thể xài cũng được, nhưng mà mọi người nên để dành cho late game, mọi người sẽ cần cái này nhiều hơn. Như kinh nghiệm của mình bên Honkai Star Rail và Genshin Impact thì cái nhựa này á thì mọi người thường là mọi người sẽ farm vào cái sách này, rồi hoặc là boss tuần, boss thường cộng với lại thiên phú với lại vũ khí, đúng không? Thì á, cái lời khuyên của mình một xíu thôi là mọi người chỉ nên farm cái này nè, một là cái này, hai là mọi người sẽ farm boss. Yeah. Rồi còn mọi người sẽ hỏi nguyên liệu vũ khí với lại nguyên liệu các thứ ở đâu thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Thì cơ bản là mọi người sẽ có shop của Ganje, thì cái shop này mọi người cũng sẽ biết là cô ấy sẽ bán rune thường này, đúng không? Nhưng mà cô ấy cũng sẽ có bán những cái mà nguyên liệu để lên cấp thiên phú và lên cấp vũ khí cho mọi người. Yeah. Mọi người nên đổi đó, ha. Còn cái này thì mình đổi hết rồi. Cái shop thứ hai là cũng là một shop rất là thân quen luôn, đó chính là cái chỗ này chúng ta vừa mới tới. Cái chỗ mà rèn. Thì ngay chỗ rèn á, từ mình đây có Pokemon cũng tiện ha mọi người. Rồi thì ngay chỗ rèn này, khi mọi người nói chuyện với lại chú quay, Uncle Quay, đã quay thì xin lỗi, bấm lộn. em bấm lộn, em xin lỗi chú. Thì mọi người sẽ được quyền mọi người mua những cái này luôn đó. Hình như mình nghĩ là mua một lần thôi, nhưng mà cơ bản là mọi người sẽ được mua, và từ đó mọi người sẽ đỡ trong cái việc mọi người phải farm mấy cái này hơn một phần cực kỳ nhiều, theo mình thấy là khá lớn đối với mọi người ở đầu game ha. Và từ đó mọi người sẽ farm được nhiều nhân vật hơn, và cái team chính nhân vật của mọi người sẽ gần hoàn thiện hơn. Và tiếp theo luôn, mình nghe nói ngay tại đây luôn là cái lời khuyên dành cho những bạn đang có thắc mắc về việc chọn nhân vật trong cái vé thường của mọi người, hay là kiểu như là chọn các nhân vật mình nên lên cung mệnh con Verina hay không, hay mình nên lên cung mệnh Calcaro hay không. Đầu tiên đó chính là mình không khuyến khích lên cung mệnh của bất kỳ nhân vật nào trong game này cho tới thời điểm hiện tại, trừ mấy nhân vật 4 sao ha. Tại vì nó khá là tốn kém. Một nhân vật 5 sao, mọi người nếu có thêm một nhân vật 5 sao thì nó sẽ giúp cho mọi người đi được nhiều content hơn. Ví dụ như mai mốt cái tháp mà thì nó có kháng phong là anh Long anh đi nè, thì nhưng mà không có kháng lôi thì chúng ta Calcaro sẽ đi được. Ví dụ như vậy thì lúc đó thì mọi người sẽ có nhiều nhân vật để mọi người đi được nhiều content hơn, và lúc đó mọi người sẽ có nhiều đá hơn, và từ đó mọi người roll được nhiều những thứ mọi người muốn nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người thực sự mọi người thích nhân vật này, ví dụ như mọi người thực sự thích Calcaro mà mọi người không quan tâm tới những nhân vật khác thì lấy cũng được, không sao. Cái này là game mà mọi người có thể trải nghiệm một cách mà mọi người thích nhất mà. Mình chỉ khuyên những cái mà nó sẽ giúp cho mọi người có thể đi xa nhất thôi. Nhưng mà mọi người thực sự thích thì mọi người có thể làm bất kỳ điều gì mọi người muốn ha. Ok, và đó cũng là kết thúc của cái video này rồi. Nếu mọi người thấy cái video này hữu ích thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các video lần sau.